10 món đồ gia dụng giúp căn nhà của bạn trở nên sang trọng và hiện đại. Xem hết video bạn sẽ ước được biết đến nó sớm hơn. Số 20, tránh các trẻ lún. Chuyện động bà đi nghệ thuật. Khi bạn xoay ngược mỗi lần lật nhìn thấy một phong cảnh khác nhau, đặt ở nhà hoặc trên bàn làm việc, lặng lẽ nhìn các lún từ từ rơi xuống, mỗi bức tranh phong cảnh là một giải pháp giúp bạn giải tỏa áp lực. Số 19, tôi nghĩ mỗi gia đình đều cần một chiếc ghế nhỏ có bánh xe như vậy. Trước đây cần phải ngồi xổm làm việc, bây giờ ngồi là có thể dễ dàng làm được. Bạn cũng có thể đẩy những thứ bạn thường không thể di chuyển được, bề mặt ghế rộng và dày. Ngồi lên, liền mạnh đưa búp bê đi bộ hoặc là khi tương tác với trẻ. Hơn nữa là chống thấm nước dễ dàng vệ sinh. Số 18, thùng rác này bây giờ thực sự quá rẻ, đến tay chỉ cần 99 đồng một cái. Tôi đã mua 3-4 cái cho ngôi nhà của mình, thùng rác mà cũng có đôi nữa nè. Túi rác bỏ vào không nhìn thấy phía trong, thiết kế bên ngoài rất dày, cho dù ném thế nào cũng sẽ không chạy ra ngoài. Thiết kế đẹp bắt mắt như vậy đặt ở đâu cũng đẹp. Số 17, nhà có thể không trang trí gì cả, nhưng nhất định phải đặt một bò lúa mạch vàng. Đặc biệt với người kinh doanh, lúa mạch vàng và đầy đủ tượng trưng cho thu hoạch tốt. Điều quan trọng là nó không cần ánh sáng mặt trời hay nước, vừa đẹp vừa ý nghĩa lại tốt cho công việc. Đặt nó ở nhà hoặc phòng làm việc thực sự cảm thấy bình an và may mắn. Số 16, nếu bạn quá mệt mỏi với việc sạc pin như này, vứt đi, hãy xem bộ sạc không dây này tôi đã mua. Tất cả điện thoại di động đều dùng được, chỉ cần đặt lên trên là có thể sạc. Nó cũng là giá đỡ điện thoại di động, ngang và dọc đều có thể đặt. Điều quan trọng nhất là nó còn có chức năng khuếch đại âm thanh. Vừa sạc pin vừa cày phim hết ý rồi đúng không? Số 15, các bạn đoán xem bàn trà nhỏ này bao nhiêu tiền? Nhìn thấy giá cả, tôi đoán các bạn đều không thể tin được. Bình thường, đặt nó bên cạnh ghế sofa, kích thước này bạn xem vừa phải không? Và chiều cao cũng phù hợp. Điều quan trọng là nó có thể di chuyển bất cứ lúc nào. Đặt ở đầu giường còn có thể làm kệ đồ, quá tiện đúng không? Số 14, tủ TV nhà bạn có lộn xộn vậy không? Mỗi lần làm vệ sinh đều tức giận, thế là bạn chưa biết cái này rồi. Hộp đựng với thiết kế 3 tầng này, dưới cùng đặt ổ cắm và các loại phích cắm. Tầng giữa này đặt hộp set top hay gì đó. Tầng trên đặt modem Wi-Fi, anten có thể nhô ra mà không ảnh hưởng đến tín hiệu. Phòng khách gọn gàng hơn nhiều rồi đúng không? Số 13, bạn nghĩ đây là đồ trang trí sao? Thực ra nó là hộp khăn giấy đấy, nó còn có thể dùng làm kệ kính mắt, chỉ cần nhét khăn giấy vào từ phía dưới là có thể rút ra từ phía sau. Với màu sắc đẹp như vậy, để trang trí cũng thú vị phải không? Số 12, điều hòa cũng phải mặc đồ đó, bạn biết không? Mặc cái này vào có thể thay đổi hướng gió của điều hòa, nó cũng có thể ngăn bụi rơi vào màn hình lọc. Thiết kế lưới cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả làm lạnh của điều hòa không khí. Trong nhà có người già và trẻ em nhất định phải lắp một cái. Số 11, tranh tre ổ điện thẩm mỹ hiện đại. Nói nãy giờ hơi mỏi miệng, nghe nhạc đỡ một cái rồi nói tiếp nhé. Số 10, thực sự có một cây chổi lợi hại vậy sao? 2 trong 1, chổi kèm hốt rác. Hốt rác có răng dạng được để giữ lại rác và tóc rối. Nhẹ nhàng như vậy là tóc ở lại hết rồi. Đầu chổi cũng có thể xoay 360 độ. Các ngóc ngách trong phòng cũng dễ dàng làm sạch. Sau khi sử dụng xong gấp lại đặt vào góc không chiếm không gian chút nào. Số 9, mấy bạn đang nằm xem điện thoại thấy cái này chắc khỏe lắm. Chiếc gối này thực sự siêu thoải mái. Đặt trên giường hoặc ghế sofa chơi điện thoại di động thì hết nước chấm. Vừa chất lượng lại vừa cute, mua ngay đi nhé. Số 8, khách đến nhà chơi, ăn trái cây với cái này quá sang trọng. Một hộp gồm 8 cái nĩa nhỏ, màu sắc đẹp, vật liệu thép không gỉ, tay cầm gốm mịn và có kết cấu. Khách sẽ nhìn bạn với ánh mắt khác đấy. Số 7, nhất định phải đặt một hộp khăn giấy như thế này trên bàn. Nó không chỉ có thể đặt giấy, ngoài ra còn có thể đặt điều khiển từ xa và một số vật dụng nhỏ. Còn có thể đặt điện thoại, dành cho bạn nào thích vừa xem điện thoại vừa dùng khăn giấy. Số 6, nếu bạn là tín đồ của sự sạch sẽ, trên bàn hẳn không thể thiếu hộp tăm này. Nhỏ nhỏ xinh xinh, tiện lợi và vui vẻ, giá lại rẻ. Xem xong đừng mua quá nhiều nhé. Số 5, nhà vệ sinh đừng dùng thùng rác như vậy nữa, không đẹp chút nào. Người giàu ngày nay đều đang dùng thùng rác cảm ứng này, vậy tay tự động mở nắp, đặt trong phòng ngủ để tránh mùi hôi của rác, đặt trong phòng khách để phòng khách tiện nghi hơn, thực sự rẻ và dễ sử dụng. Số 4, mỗi lần khách đến nhà tôi đều hỏi tôi mua máy lấy cốc này ở đâu, trước đây tôi luôn phải tìm cốc giấy ở khắp mọi nơi, cái này rất tiện lợi, treo trên tường là được, lấy cốc giấy rất tiện tay, trên cùng còn có ngăn để đựng trà nữa. Số 3, qua nhà hàng xóm chơi mới thấy cái hộp đựng cốc nó hữu dụng thế mà trước giờ không biết, trước đây đều đặt trên mặt bàn, dễ rơi mà còn bẩn nữa, rất là mất thẩm mỹ, giờ có cái này nhìn sang hẳn, thiết kế rộng thông gió và thoáng khí, công suất cũng rất lớn, có thể đặt tất cả các loại cốc cao và bình sữa ấm trà đều có thể đặt, đậy nắp là có thể chống bụi, chống côn trùng, nước đọng ở dưới, lấy ra đổ đi là xong, dùng để đặt bát đũa cũng rất tốt. Số 2, nhà ai còn để chai gia vị lộn xộn thế này không? Nhìn rất mất thẩm mỹ và bẩn, hãy thử ngay kệ để gia vị xoay 360 độ này, các chai gia vị lớn nhỏ trong bếp đều có thể đặt gọn gàng bên trong. Vệ sinh cũng đơn giản hơn nhiều. Khi nấu ăn lấy gia vị rất tiện lợi. Khi không sử dụng để tủ mát mẻ bảo quản còn không chiếm chỗ. Số 1, đựng gạo thôi có cần phải cầu kỳ vậy không? Câu trả lời là cần nha, cái thùng đựng gạo này nó thực sự là chân ái luôn đấy. Trước giờ toàn để gạo trong bao hoặc trong thùng nhựa, mỗi lần lấy rất bất tiện cũng dễ bị côn trùng, ẩm mốc. Giờ có em thùng này rồi, dung tích của nó rất lớn, đựng được tới 20 cân gạo. Đổ gạo vào, trên thân nó đặt kính nên có thể nhìn thấy bên trong. Mở nắp nhỏ này ở trên cùng, có thể cho tỏi vào để chống ẩm mốc. Nhấn nút để lấy gạo ra thuận tiện và nhanh chóng, vừa sang vừa xịn lại không chiếm diện tích, thật là đáng đồng tiền bát gạo mà.